Đây là bạn ơi, bây giờ đến thu hoạch bưởi nè. Đó, cây bưởi này là cây bưởi năm roi nè. Cái trái như thế này nó chín như vậy là đậu trái là khoảng 7 8 tháng này nha bạn. 7 8 tháng rồi, hôm nay mình cắt nè. Trời ơi, trái đẹp quá trời đẹp. Cắt 1 2 3. Đó. Đây là thực tế chứ không phải là làm màu cho mấy bạn coi đâu. Thấy chưa? Quá trời chanh bưởi. Cái này coi. Này chín rồi, này chín luôn rồi nè. Cắt luôn. Trời ơi thương quá. Cắt 1 2 3. Tuyệt vời không? Ba trái bưởi. Còn hai trái này. Hai trái này chín được luôn rồi nè. Mà cắt thấy tiếc quá, cho đây còn trái nữa nè. Thôi để đây, để này, để mình chuẩn bị mình quay phim. Hướng dẫn cho mấy bạn cách chiết cành cây ổi Cái bưởi. hay là chiết cành cây bưởi, nó nhầm líu lưỡi. Cảm ơn quý vị nha. Đó, thu hoạch chanh bưởi còn nhiều cái lắm này, tóc quá trời lúc chưa cắt, hơi vướng víu quá nó bị chật chội. Bye bye.